Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Hôm nay thì em có đến với bài kiện của chị Lan ha. Thì chị ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Vườn của chị Lan hôm nay lên Zalo một số cái mai giống, mai ghép giống siêu ông Sài Gòn phong tặng thông cho cô chú anh chị mình sưu tầm về mình cho Tết 2025 luôn cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cái nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Lan nha. Vườn chị Lan hôm nay lên giá chỉ từ 1 triệu mấy thôi cô chú anh chị ha. Là sẽ bao ship vài trăm ngàn tới 1 triệu 1, 1 triệu 2 rồi cô chú anh chị ha. Là bao ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn chị Lan ha, để chị Lan chào giới thiệu và giao lưu nha. Em chào chị Lan ha. Rồi em chào bạn ha, rồi cũng chào cô chú anh chị Hít Mây Vàng Cái Nước ạ. Hôm nay em cũng tiếp tục cái là kênh giao lưu cô chú anh chị mình lâu siêu ông Sài Gòn ha. Rồi. Hôm nay mã số đầu tiên mã số 1A nha cô chú anh chị mình. Ngậu cái xuống Sài Gòn ha, cái tàn quá trời đều. Rồi, nút nụ đồ ngon lành luôn cô chú anh chị ha. Rồi, cho thông số hả chị? Vành 22. Rồi. Cao 1m26. Tăng ngang nó được 88. Rồi. Rồi cái này em giao lưu của chú anh chị mình giá 1 triệu ấy ha. Rồi, mình đã cái luôn ha. Dạ. Theo cái mã số 2A. Rồi. Vẫn là siêu bông Sài Gòn ha cô chú anh chị mà. Cái này thì cũ đế quá tờ cũ đế. Cho tàn rất là ok luôn cô chú anh chị ha. Nút nụ cũng bao luôn. Nụ qua trời quá đất nút nụ luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số cái này luôn hả chị? Có đế luôn cô chú anh chị ơi. Nguyên cái bệ cũ nè. Quanh 20. Rồi. Bệ đặt luôn là 50 ha. Rồi. Còn mà tải dài nằm chỗ 50 lần lòng cô chú anh chị mình. Rồi. Cao 1m27. Tán ngang nó được 95. Rồi. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 1 triệu 300 ngàn ha. Rồi, 1 triệu 3 ha. Đổi khai luôn ha. Theo cái mã số 3A. Rồi. Vẫn là siêu bông Sài Gòn hả cô chú anh chị mình. Cái tàn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Nụ bao nha, giống của chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị ha. Bông siêu to siêu đẹp luôn nha. Rồi, thông số đó hả chị? Vành 23. Rồi. Cao nó được 1m22. Tán ngang nó được 77. Rồi. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 800 thôi ha cô chú anh chị mình. Rồi 800 ha. Đổi cây luôn nha. Cây mã số 4A. Rồi. Vẫn là siêu bông Sài Gòn luôn ha. Cái tàn xung xuê cô chú anh chị ha. Cái này giống như là nhà vườn cắt phân đó cô chú anh chị ha. Hay là lá nó nhìn nó hơi vàng tí nhưng mà nó cũng không sao, không ảnh hưởng mấy nha cô chú anh chị ha. Nụ siêu nhiều luôn ha. Quanh đến điểm này là 22 ha. Cao là 1m đúng. Rồi. Có ngang được 94. Rồi cái nệm giao lưu của chú anh chị giá 900 ha. Rồi 900 ngàn ha. Rồi đợi cái luôn hả chị? Cái mã số 5A. Rồi. Vẫn là siêu bông Sài Gòn hả cô chú anh chị mình. Vành 24. Rồi. Ủa nè. Cao 1m15. Có ngang đó là 59. Rồi cái nệm giao lưu cô chú anh chị mình giá 750 ha. 750 ha. Rồi đợi ra luôn ha. Cái mã số 6A. Rồi. Vẫn là siêu bông Sài Gòn luôn. Cái này là cô chú anh chị ha. Giá hôm nay thì giá cực kỳ mềm cô chú anh chị mình. Vành 21. Nốt nụ nè. Cao 1m18. Tăng ngang 85. Rồi cái nệm giao lưu cô chú anh chị mình giá là 850 ngàn ha. Rồi, mình đổi cây luôn hả chị? Cây mã số 7A. 7A vẫn là siêu bông Sài Gòn luôn. Rồi. Này có tàn, tàn nó cũng hơi thưa tí nhưng mà bông thì là đảm bảo chơi ok nha cô chú anh chị ha. Vành 23,5. Cao là 1m15. Tán ngang là 72. Nụ bao lên ok luôn hả cô chú anh chị? Rồi, cây này cũng vẫn là 800 ngàn hả cô chú anh chị mình? Rồi, 800 bao ship nha. Rồi, mình đổi cây luôn nha. Cây mã số 8. Rồi. À. Vẫn là siêu bông Sài Gòn không có cái gì mà. Rồi. Nốt nụ có luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số nó vậy. Quanh 19,5. Rồi, nụ nè. Cao 1m15. Tán ngang được 98. Rồi. Rồi cái này em giao lưu của chú anh chị mình giá 1 triệu ha. Rồi, 1 triệu ha. Đổi cây luôn nha. Cây mã số 9A.
vẫn là siêu bông Sài Gòn luôn. Rồi cái này có cái bông cho chày của chứ trẻ bầu gió, cái bầu nó không to lắm, bông nhìn gió nó nó đậm không đẹp to, ghê luôn. nhưng mà bông này to, bông ấy nó to lắm nha cô chú anh chị ha. Bông gió À, mà đúng đổ chuẩn vậy đó phơm bông Sài Gòn chưa, à, không được to lắm nha, nhưng mà quanh ok thân nha. 20, cao 1m12, tán ngang là 90. Còn cây này giá là 850 ngàn không cho chị mình. Rồi 850 bao ship ha. Rồi đợi cây luôn nha. Cây mã số. 10A. Vẫn là Sài Gòn hả cô chú anh chị mình. Rồi. Tại lúc lúc nụ thì em bao hết ha. Nút nụ cho tết thì bao nha cô chú anh chị ha. Cái lô này nút nụ đã lắm. Đây nè, cái này mình lật lên nè cô chú anh chị ha. Cái này chuẩn bị đóng đi cho khách nè, đó. Đó, mình lật lên mình nhìn ở dưới nè, nhìn từ dưới lên á, nụ mình nhìn thấy mới đã nè cô chú anh chị ha. Nó mỗi cây luôn á cô chú anh chị ha. Hoành 22, Còn 22 ha. cao 1m20, Rồi. tán ngang được 85. Rồi. Rồi cái này em giao lưu của chú anh chị mình giá 1 triệu đồng ha. Rồi 1 triệu bao ship hả chị? Rồi cái này cũng là cái cuối clip của em ngày hôm nay luôn ha. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và chọn được cái mai ưng ý về chơi Tết 2025 ạ. À. Rồi Rồi. xin chào hẹn gặp lại ạ. Rồi cũng thay mặt cho kênh giống như chị Lan cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ. À.